cho cái hàm số y bằng x mũ 4 trừ đi 2 nhân m ngoặc m cộng 1 đóng ngoặc x bình phương cộng với m đặt tên là 1. Ý thứ nhất, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 1 khi m bằng 1. Ý thứ hai, tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm cực trị ABC. Sao cho OA bằng BC. Ở đây A thuộc UI, B và C là hai điểm cực trị còn lại. Thế còn O là gốc cả độ, thì các em biết rồi. O là gốc cả độ. Với một cái đề thi như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không lấy được hai điểm của cái câu này. Đấy. Một câu khảo sát một điểm, câu dưới một điểm nữa là hai. Nếu ta lấy được hai điểm này thì cơ hội rộng mở đối với ta rồi. Cánh cửa giảng đường đại học bắt đầu hé mở. Bây giờ ta sẽ cùng nhau giải quyết ý thứ hai. Hàm số 1 này là hàm trùng phương, cho nên muốn có 3 cực trị thì y phẩy bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt. Thầy vừa nói lý thuyết ở bài tập số 1. Thế thì các em sẽ tính y phẩy. Y phẩy bằng 4x mũ 3 trừ đi 4 nhân m hoặc m cộng 1 x. Và các em nhóm thử số chung 4x ra ngoài, trong còn x bình trừ m trừ 1. Ta giải quyết nước thứ nhất là tìm m để đồ thị hàm số 1 có 3 điểm. Để hàm số, hay là ghi rõ là để đồ thị có 3 điểm cực trị cũng được. Để đồ thị có 3 điểm cực trị. Tức là đồ thị có cực đại cực tiểu đấy. Có cực đại cực tiểu. Thì phương trình y phẩy bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình 4x nhân với x bình trừ m trừ 1 bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt.